câu số 4 này, Chizokiko ya Jiyo to Kyoku ni kansuru. À, lại một câu về cung và cầu. Cầu này, cung này. Vẽ hình ra là ra, ok? Vẽ hình ra là ra không sao cả. Vẽ nhá. Đây là giá này. Đây là lượng. Giá cả đấy, lượng hàng hóa, đúng nào? Chúng ta có đường lên trên là gì? Cung. QQ. Và đường hạ xuống là gì? Cầu. Jiyo. Đúng nào? Ví dụ kiểm tra lại đúng không nhá? Có một cốc sinh tố xoài đã uống dở, rất là ngon, nhưng mà nó chỉ có 5.000 thôi. Nó chỉ có 5k thôi. Rẻ quá. Gióng xem nào. Cầu nhiều quá. Đây cầu nó tận từng này cơ mà. Nhu cầu người ta muốn mua. Cốc xoài vừa ngon lại còn nó giá 5.000. Thế nhưng mà người bán thì sao? Cung thì sao? Ui, như thế thì lỗ lắm anh ạ. Em không bán đâu. Cung nó chỉ có từng này thôi. Ok. Lúc này là thừa cầu mà thiếu cung. Thế nhưng mà khi mà giá nó tận 80.000, 80.000 cốc xoài. Đắt thế thôi em không mua đâu. Chưa nhận lương cuối tháng. Xem đúng nhá. Cầu đâu? Cầu nó cắt ở đây này. Nó cắt đường cầu ở đây. Cầu nó chỉ có từng này thôi. Chẳng hạn. Ví dụ nhá. Đang ví dụ. Ít lắm không dám mua đâu. Nhưng mà cung thì nhiều lắm. Người ta muốn mua rất là nhiều. À quên, mình xin lỗi. Nhưng mà cái cung tức là nhà sản xuất, nhà bán hàng cà phê, bán sinh tố xoài lại muốn sản xuất nhiều quá để bán lấy tiền mà. Tận 80.000 cơ mà. Và cuối cùng thị trường nó sẽ gặp nhau đây này. Giá thị trường nó sẽ là giá ở đây. Khi mà cung và cầu bằng nhau, ví dụ 40.000 chẳng hạn. Ok. Xem câu 1 này, nó hỏi gì? Shijou de chouka kyoukyu ga shoujiru to kakaku ga geraku suru koto ni yotte kinko kakaku e mukau. Nếu mà trong thị trường này có cái cung mà nó bị quá, nó bị thừa, nếu mà xảy ra như thế thì sao? Giá sẽ giảm và dẫn đến việc giá nó sẽ hướng về cái giá cân bằng. Xem đúng không? Cung thừa. Cung thừa là gì? Cung thừa là 80.000 đây. Đúng không? Cung thừa đây, cung tận đây. Nhưng cầu chỉ có từng này thôi. Đúng là cung thừa chưa? Và khi mà giá nó 80.000 thì lúc đấy thì sao? Ông bán hàng phải sao? Thôi hạ giá xuống thôi. Hạ. Vì sao không bán được hàng phải hạ giá xuống để người ta mua? Khi mà hạ xuống thì người ta thấy giá cũng bắt đầu hạ, người ta bắt đầu cầu sẽ tăng lên và nó dần dần thì sẽ gặp nhau ở đây này. Ok, sẽ gặp nhau ở đây. Thì tức là sao? Khi mà nó xuống chỗ này thì giá nó hạ từ 80 xuống. Đúng không? Chính xác chưa? Đúng là giá giảm chưa? Chính xác rồi. Và có đúng là nó hướng về cái giá cân bằng không? Chính xác rồi. Cuba wa nani nani ni ichi suru shimaguni de ari, sono shuto wa shima no hokuseibu ni ichi suru Havana de aru. Nettaikiko ni soku shi, nenkan o tsujite kion no sa wa hotondo nai ga, uki to kanki ga sonzai suru. Dento teki na shuyou sanbutsu ni nikkel cái sambutsu nado ga aru. Tức là Cuba làm đất nước, làm quốc đảo nằm ở đâu đó. Thế và thủ đô của nó là một cái tên là Havana, nằm ở phía tây bắc của hòn đảo đấy, tây bắc của Cuba ấy. Thế và nó thuộc vùng khí hậu nhiệt đới. Và cả năm thì hầu như là không có những cái sự thay đổi về khí hậu, không thay đổi về nhiệt độ nhé. Tuy nhiên thì có mùa mưa và mùa khô. Và những cái sản vật chủ yếu, sản vật đặc trưng là B này, niken đấy, một cái nguyên tố hóa học và hải sản. Hỏi B là gì, A là gì? Đây A đây. À, nó tên là biển. Biển gì? Hỏi biển Caspi hay là Caribe? Caribe đấy. Bên này B, komugi hay là sato, lúa mì hay là đường. Bạn nào mà học về nông nghiệp của Cuba thì chắc chắn sẽ trả lời luôn câu này. Thế bạn nào mà Thế bạn nào mà muốn làm mẹo, câu này này, các bạn vừa nãy các bạn đọc đúng không? Nó cãi nhau về ai? Nó cãi nhau về Mỹ. Các bạn có biết, còn nhớ không? Nước này nước nằm ngay cạnh Mỹ. Ngay dưới Mỹ thì là vùng biển gì? Caribe hay là Caspi? Đương nhiên nằm ngay dưới Mỹ là vùng biển Caribe chứ. Cướp biển vùng Caribe đấy hay xem rồi đúng không? Còn cái Caspi này, cái biển Caspi này là cái hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, nằm ở giữa Nga và Iran ở bên châu Á cơ nhá, chứ không phải. Ok. Thế ở đây này, nhiều bạn sẽ thắc mắc là không biết là lúa mì hay là đường. Nhìn xem có cái gì, xem có cái dữ liệu nào, xem có cái gợi ý nào chúng ta có thể áp dụng được không? Chúng ta có thể lợi dụng được không? Nettaikiko, khí hậu nhiệt đới. Việt Nam là khí hậu gì? Việt Nam khí hậu nhiệt đới. Chúng ta xem cái loại nào mà Việt Nam trồng được, trồng nhiều thì Cuba nó cũng sẽ trồng được, nó cũng sẽ trồng nhiều. Việt Nam có trồng lúa mì không? Việt Nam chỉ trồng lúa nước rồi đúng không? Có trồng lúa mì đâu. Đấy đâu lúa mì để trồng. Thế Việt Nam có trồng đường không? Đường có trồng ở đâu nhỉ? Thế đường làm từ cái gì nhỉ? À, đường làm từ mía. Việt Nam có trồng mía không? Trồng quá nhiều đúng không? Mùa hè bố mẹ chúng ta hay mua mía về chúng ta ăn đúng không? Vậy thì câu này đáp án phải là gì? Đường đúng nào? Đường đúng không? Nó trồng mía và sản xuất rất là nhiều đường. Vậy đâu đáp án chúng ta nhỉ? 4. Câu số 9. Tsugi no Aから D は第二次世界大戦後日本が国際社会へ復帰していく過程で起きた出来事である。出来事 A から D を年代順に並べたものとして正しいもの。Những cái sự kiện tiếp theo từ A đến D là những cái sự kiện mà xảy ra trong quá trình Nhật Bản phục hồi lại mình ở trong cái xã hội quốc tế, trong trường quốc tế sau Thế chiến thứ hai, và hãy sắp xếp nó theo thứ tự các năm. Chúng ta xem này, có A, B, C và D tham gia vào Gatt này, B này tham gia vào Liên Hợp Quốc này, C này tham gia vào IMF, Tổ chức Tiền tệ Thế giới này, D này ký vào cái hiệp ước hòa bình ở San Francisco. Bạn này nhiều bạn nhìn ui trời, cái này không rõ. Nhiều bạn ui hình như cái này đều ở những năm 1900 năm mấy đúng không? Ui em khó quá, chết rồi em không nhớ. Nhưng bình tĩnh, thường những cái bài mà theo năm này này chắc chắn sẽ có những cái gợi ý, chắc chắn người ta sẽ không bóp trẻ chúng ta đâu. Chúng ta hãy nhìn này, nhìn vào đây, xem đầu ở cuối có gì đặc biệt không nhá. Ở đây này, C, D, B, B, A, B, C, D. A, B, C, D tức là sao? A, B, C, D tức là người ta đã cho chúng ta một cái gợi ý. Tức là bài này tôi sẽ không bắt nhạt các em đâu. Các em chỉ cần biết một cái sự kiện đầu tiên diễn ra trong 4 sự kiện này là các em có thể trả lời đúng được đấy. Đó là ý đồ của người ra đề. Các em chỉ cần biết cái kiến thức đầu tiên xảy ra trong 4 cái sự kiện này là tôi sẽ cho các em đúng câu này. Ý của người ra đề là như vậy. Nào, để Nhật Bản nhá, Nhật Bản tham gia vào trường quốc tế. Để tham gia vào trường quốc tế thì cần gì? Thì cần cái gì? Thì cần phải là một quốc gia có chủ quyền, phải là một quốc gia độc lập được các nước khác công nhận, rồi mới tham gia vào hội nào hội kia chứ. Người ta không coi mình là một quốc gia thì ai cho tham gia vào các hội nào, đúng không? Thế thì phải cái nào phải đầu tiên? D phải là đầu tiên. Tham ký vào đây thì các nước mới coi Nhật Bản làm nước có chủ quyền, rồi mới đi tham gia vào các cái còn lại. Cho nên D phải là cái đầu tiên. 4 là đáp án chính xác của chúng ta, và đó là cách làm mẹo.